Mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Mọi người ơi, hôm nay mình review cho mọi người chú mèo. Đây nè mọi người ơi. Trời ơi, hổm nói nhiều ta. Chú mèo này 5 tháng không? Nay chắc 6 tháng gì hả chị? 6-7 tháng gì chứ? Mà nè, giờ có bụng bự rồi, có em bé rồi, có em bé rồi nên rất là làm biếng, chỉ nằm thôi à, nằm là thường xuyên luôn á. Trời ơi, mới có một chút ngày có em bé tôi cũng tội nghiệp. Ví dụ tối đóng cửa rồi cũng phải thoát ra ngoài à. Đứng lên đi con, nè mọi người thấy không, đứng lên cái bụng, cái bụng bự lắm á. Con đi bị nhốt. Dạ hả? Không, chị đóng cửa xong rồi chị cứ rửa ăn gác nghe từ từ nên nó phóng vô, nó lòn cái cửa coi nó nhìn. Ừ. Nó lòn cái lá cửa nhảy vô đập cái ầm, cái bụng bự đó nha. Leo đi nha. À, leo đi, giờ đang có em bé đó, đừng có leo nữa. Mà hầu như em thấy nó là nó làm biếng lắm, nó chỉ nằm thôi đúng không? Sao? Ờ em thấy nó nằm thường nó hơn. Leo lên á, coi nó nhìn. Leo cửa lá chui vô cũng cái ầm bữa nào á. Ngồi dậy con, ngồi dậy hết coi. Vậy à, nhìn cái bụng nè, nó nằm hơn, nhìn cái nó nằm thì nhìn cái bụng nó hơi nhỏ. Nhưng mà nó đứng lên á, nhìn bụng bầu bự lắm. Hết thức ăn rồi để mua không? Mèo đứng lên không? Nay hết cho ăn xúc xích rồi hả? Dạ ăn thức. Ăn thức ăn nhiều hơn. Thức ăn của mèo hả? Ờ nhìn dài ghê. Đâu ăn đâu. Đó, đó. Hộp với lĩnh ăn đó, vậy nè, là nhìn thấy bụng bự nè. Trời ơi. Nhưng mà tự nhiên có em bé cũng buồn. Tại thích nó nhỏ, xinh xinh vậy, nó nhảy nhót rồi, nó giỡn, nó hay hơn. Giờ có bầu thấy nó buồn quá à. Tội nghiệp ghê. Sao con? Có gì muốn nói không? Nói đi. Hả? Không buồn phải không? Rất là vui, rất hạnh phúc đúng không? Biết mà, hiểu mà, không sao. Thì giờ có mình con, thì giờ thêm con nữa là hai. Có bạn đâu có gì đâu. Đó, bụng bự ra. Ngứa thấy thương à. Ừ. Mình hiếm khi nào mà quay được những cảnh mà chú chó hay chú mèo gì làm trò á, rồi quay được mấy cảnh đó rất là nhìn thấy vui. Ơ phóng kìa, phóng kìa đó, đó. Trời ơi. Gì nói muốn phóng lên người, phóng lên người cô rùa nè, phóng lên đi, phóng lên mim mim nè, phóng lên chân cô rùa nè, phóng lên không thèm luôn. Ghét làm tự nhiên đưa cái đít vô mặt người ta à, có duyên dễ sợ. Đó là nửa lạng gần đâu có nhiêu nè nè. Trứng canh trứng à. Là sắp thơm. Sao buồn hiu à? Mới nhảy lên trên ngồi đi. Nè, lên trên ngồi nha. Meo cái gì mà meo không chịu rồi thôi. Cặp mắt sáng ha. Không hiểu làm sao mà nhìn cái con mèo này thấy thương nó sợ luôn á. Thích nó ghê.
Ghét không? Ngứa đó, ngứa gãi vậy đó. Còn ngứa dữ lắm mà, ở dơ lắm sao mà gãi chứ à. Ngáp, trời ơi, đúng là làm biến. Châu à. Nè không? Trời ơi, nhữ nè. Tôm hả? Đâu có ăn tôm đâu. Nè. Đừng cho nó ăn sống rồi đó. Ừ. Nè. Tao có bầu tăng trai. Không. Đâu thèm. Thấp quá. Nè. Giỡn. Cái này là giỡn nè mọi người. Giỡn nè. Với ăn tôm chứ ít khi nào mà ăn đồ sống lắm. Đó, đó. Thấp xuống, thấp. Thấp xuống. Nè. Đó. Nó chỉ giỡn vậy thôi á, đó. Chứ không ăn. Chỉ ăn đồ hộp với lại thức ăn của mèo thôi mà. Liếm liếm chơi vậy thôi á. Giới thiệu cho đã vô là ăn thiệt hết rồi. Nhưng mà chưa có thấy ăn nha. À, nó chạy. Rồi. Chạy rồi mọi người ơi. Thì thôi nha mọi người, video mình tới đây là kết thúc nha. Hẹn mọi người ở video sau nha. Nếu thích thì bấm like, share và đăng ký ủng hộ Hồng Nhanh Giỏ với nha. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.